người ta quay mình cái mình thấy nó kỳ kỳ, cái mình không biết gì luôn Thanh con. Ăn bánh cuốn nữa không anh? Canh kia anh kêu dứt bấm chứ, dứt bấm lên. 6-5 là một điểm rồi, là 56 ha. Vương Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Vương Hồ lại tiếp tục có mặt tại Nhà Út Nhất. Sáng nay thì nhận được một cái thông tin là Út Nhất đã đi bắt biển số xe. Và biển số xe đó là số mấy thì bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ vô nhà Út Nhất để coi cái chiếc xe biển số như thế nào hơn. Bí mật tí xíu. Thì bây giờ sẽ bật mí cho cô bác quý anh chị biết biển số xe của Út Nhất nha. Bao nhiêu điểm nha? Út Nhất tự bấm hả? Canh kia anh kêu dứt bấm chứ, dứt bấm lên. 6-5 là một điểm rồi, là 56 ha. Ở đây là 009. Ô, biển số xe 20 điểm, bù điểm không nhất ơi. Bởi vì nó kêu bấm thì bấm biết bấm thấy rồi nó nhảy ra chứ không biết, nó không biết. Dạ hả? Nó đưa biển nào lấy biển đó đúng không? Bởi vì đưa cái nào mình lấy cái đó chứ nó lựa đâu có được. Rồi khi nào có giấy? Nó kêu biết mua cái bảo hiểm hết luôn là dư nạn kêu luôn là có 300 rồi. 300 hả? Rồi đưa rồi chưa? Đưa rồi cho nó rồi, nó nói hết rồi, của anh hết luôn là 300. Rồi chừng nào đưa ấy, chừng nào đưa giấy cho mình. Giấy xe. Nè, cái này có giấy xe luôn á. Nè, cái này đều biết anh. Có chìa khóa cất cẩn thận dữ ha. Đâu? Nè, nó đưa nguyên cái bộ gì? Cái này là chứng minh của mình. Bỏ riêng ra, còn này nó đưa nguyên. Cái này là bảo hiểm, giữ cái này nha. Bảo hiểm. Này là giấy hẹn. Này là không quá 2 ngày tại công an xã Tân Quỳ, là 2 ngày sau lại đem giấy hẹn này. Là có nghĩa là thứ hai bữa lễ rồi nghỉ. Nên là nữ là qua lễ 2 tháng 9 đi. Rồi đến nhận giấy xe của mình, cầm cái tờ giấy này với chứng minh. Vậy là có xe chạy đi vòng vòng được rồi. Có xe có mình chạy đi mua đồ này kia chắc sáng đó cơ. Chiều nay chạy đi bung lụa đi. Thôi bung dễ thì đi chưa có đi. Đúng rồi. Chưa đi được. Sao vậy? Tại vì cũng như có đi này kia đó, đi đâu này kia thì hiểu biết đi. Chứ còn không có thì cũng để đó. Tại mình thấy giờ cũng không có như lẳng quẳng hoài với cái nhà rồi đâu có đi đâu xa đâu. Chạy khoảng hơn 1000 cây là thay nè. Cái km đầu á. Biết cũng đâu có chạy đâu xa đâu ấy. Chỉ là cũng cái lên chợ mua đồ ăn này kia, quá mua này kia rồi cứ đi về. Xe này là chạy là Út Nhất phải chạy cũng thường xuyên, không chạy để là nó bị hư đó nha. Chứ giờ đi đâu giờ? Chạy đi chợ, đi lên đi xuống chắc. Cái đi chợ thôi chứ cũng ít có đi chợ. Phải dắt chạy mới được. Út Nhất hiểu không? Giờ đi đâu giờ? Giờ lẳng quẳng ở nhà đó. Giờ biết chạy đi đâu giờ, hôm nay chạy đi khơ khơ. Vậy hả? Đem cơm cho anh Cường chưa? Đem cơm rồi Cường. Ăn chưa? Chủa đem vô cái bữa nay Út Nhất mua mấy cái xương đó. Cái Út Nhất hầm đem vô cái cừ quá thế. Cừ hả như đậu món nó ăn đó. Cừ cứ thấy gì cái ăn ngầu ăn cừ khơ. Sáng nay ăn cơm gì? Với ba cái xương hầm đó. Quá trời cười rồi hả? Đem vô cái cừ quá thế như đậu ăn chứ một lần đâu có ăn ba cái đó. Xương còn trống không? Còn. Đâu coi thử coi. Lát nữa đi ra thăm anh Cường thử Út Nhất. Cho em tiếp cận anh Cường thử Út Nhất cầm cái máy giùm em tiếp cận ông. Ông có quậy không? Nè, cái hầm mua ba cái gì nè. Cái quýt đó, ấy nó ghẻ. Trộn vô cái hầm đem ra cho nó ăn. Là mừng. Mừng đậu cái nó cờ đậu món nó cừ quá thế. Dạ hả? Bây giờ thì Bùi Hồ sẽ kia tiếp cận anh Cường là cô bác anh chị. Cần đem em. Anh Cường vô thăm anh Cường. Để không phải quá. Cơm chưa?
bánh không? Bánh không? Không bánh không? Hả? Nè, nè, thấy đi, đã chiến. Em hết cơm chưa? Cơm đó ai đem cho anh Cường? Ai đem cơm cho anh đó?
cho anh hả? Còn miếng thịt thì chưa ăn hết kìa. Ăn bánh cuốn nữa không anh? Được ha. Chỗ anh Cường ở em thấy cũng sạch sẽ quá ta.
dân võng rồi cũng chắc chắn ghê á. Uống nước ngọt đi anh Cường. Người ta quay mình cái mình thấy nó kỳ kỳ, cái mình không biết gì luôn hả anh Cường? Chiều nay anh có thèm món gì không anh Cường? Chiều nay thèm món gì không? Canh chua ha. À, ăn canh chua. Canh chua với cá kho gì không hay là thịt không? Dạ. Ớt ha. Canh chua cá hay là canh chua thịt? Như vậy là khoảng 15 phút Bùi Hồ đã tiếp cận được anh Thư Cường. Và đối với bản thân của anh á, những lúc mà anh bình tĩnh thì anh rất là dễ thương. Anh chia sẻ anh ăn bánh nè, rồi anh uống nước nè, và mình nói mình trao đổi anh có thể hiểu được hết à. Cũng thương anh lắm. Nhưng mà đặc biệt ha cô bác quý chị, chỗ anh ở rất là sạch sẽ luôn. Anh biết đi vệ sinh đúng chỗ nè. Rồi mai mốt á, ông Nhất á là sẽ làm cho anh một cái giống như là một cái bao để đựng những cái hộp cơm đó. Rồi sau đó mình sẽ đem đốt xử lý một lần một, chứ để gác dòng kế bên đó thì sẽ hôi. Thứ hai nữa là mũi không nhất ha. Mình sẽ để một cái bao á, bao giống như bao anh Tú đi lùm mũ á. Rồi mình sẽ bỏ cái hộp cơm vô. Rồi cái mình đem đi mình đốt ha. Và ngày hôm nay là một cái thước phim mà mình quay lén anh Cường. Thấy anh rất là dễ thương, cho anh ăn bánh anh ăn, cho anh uống nước ngọt uống nè, và anh hút điếu thuốc nữa. Đây là một cái đoạn phim mình muốn chia sẻ với cô bác anh chị về cuộc sống hiện tại của anh Cường. Như thế nào thì mình đã nhận thấy là cái trạng thái thần kinh của anh cũng khá là ổn vào thời điểm này. Rồi có những lúc căng dây thần kinh quá thì anh lại quậy gộ và chửi bới. Thêm một điều nữa mà Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác anh chị là cái khung sắt anh cái nhà sắt đó là cực kỳ kiên cố và chắc chắn. Và mình đã có thăm, Bùi Hồ cũng đã có thăm những cái nơi mà những cái mối hàng, và bảo đảm với cô bác anh chị là cực kỳ kiên cố và chắc chắn luôn. Nên cô bác của anh chị an tâm về vấn đề đó. Bao nhiêu đó để cho cô bác của anh chị biết được cái niềm vui cũng nhất ngày hôm nay nha, là bắt biển số. Thứ hai là đã tiếp cận được anh Cường. Đây là một cái đoạn clip không gì cả mà chỉ muốn chia sẻ hình ảnh thực tế nhất về anh Cường cho cô bác của anh chị xem. Còn bây giờ thì Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác của anh chị ở clip sau. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ Bùi Hồ để có động lực để gặp gỡ những hoàn cảnh khác, cũng như là chia sẻ cho cô bác của anh chị những cái mảnh đời khó khăn. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ạ.